Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Điện thoại Thanh Điền. Hôm nay mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc được gặp lại mọi người. Thì hôm nay mọi người mua hàng thì cứ gọi trực tiếp số điện thoại mình ghi trên góc màn hình nha, 0396789566. Số này mình có sử dụng Zalo nữa, mọi người cũng có thể nhắn tin qua Zalo cho mình. Địa chỉ của mình là 452 ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Mình ở cách cầu Mỹ Thuận 3 km nha, cặp cái chân cầu Miễu Bà trên đường tỉnh lộ 864 nha mọi người. Thì ai ở gần mình cũng có thể đến trực tiếp xem nhà test máy, còn những người ở xa thì cứ gửi địa chỉ cho mình. Bên mình sẽ gửi hàng đến tận tay mọi người nha. Mọi người được kiểm tra trước khi thanh toán, đúng hàng đúng máy thì nhận, còn không đúng thì cứ hoàn trả cho mình. Không mất gì cả, cho nên mọi người cứ yên tâm mua hàng bên mình ha. Đặc biệt bên mình bán hàng không cần phải đặt cọc trước, cho nên mọi người cũng không có sợ mất tiền cọc gì cả nha. Và để cho mọi người yên tâm mà sử dụng thì tất cả các dòng sản phẩm bên mình đều được bảo hành 3 tháng cho mọi người yên tâm mà sử dụng. Trong 3 tháng đầu tiên nếu có lỗi làm gì thì mọi người cứ gửi về cái địa chỉ mình ghi trên góc màn hình nè. Thì bên mình sẽ bảo hành và sửa chữa miễn phí cho mọi người luôn ha. Đặc biệt là cái phí gửi đi gửi về trong quá trình bảo hành là bên mình cũng sẽ chịu hoàn toàn luôn, cho nên mọi người cứ yên tâm mua hàng bên mình ha. Thì bên mình bảo hành á thì mình cũng nói trước luôn là mình chỉ bảo hành bên trong máy thôi, còn cái về phần cái vỏ sườn và màn hình nha. Đặc biệt là cái màn hình, nếu như mọi người sử dụng nứt bể, chạy xước, ám ố hay bị sọc hay đốm mực gì đó, hay bị liệt cảm ứng gì đó, cái đó là mọi người tự chịu trách nhiệm nha. Cho nên mọi người cố gắng test thật là kỹ cái màn hình trước khi thanh toán tiền nha. Thì mình cũng có tặng cho mọi người một số phụ kiện kèm theo như là ốp lưng, cường lực, cốc sạc, cáp sạc và que chọc sim luôn ha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Sản phẩm đầu tiên mình muốn gửi đến mọi người là một con Samsung A03 Core nha mọi người. Con này thì màn hình LCD, kích thước của màn hình là 6.5 inch nha. RAM 2, bộ nhớ lưu trữ là 32GB. Đặc biệt con này thì sở hữu con pin lên đến 5000mAh, pin cực kỳ là trâu luôn ha. Đây là hai số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nha. Phiên bản Android hiện tại là Android 12, máy này hỗ trợ là hai sim hai sóng nha mọi người. Màn hình sáng đẹp, không ám ố, không chạy xước, cảm ứng mượt mà. Con này màn hình rất là to nha, 6.5 inch. Máy rất là dày luôn mọi người, cầm rất là chắc tay. Kính camera thì nó có hơi nước như thế này nha, nhưng mà không ảnh hưởng gì tới chụp hình. Ngoại hình thì vỏ sườn hơi xấu. Con này mình chưa mua được ốp lưng nha. Phụ kiện kèm theo là gồm có cường lực, cốc sạc, cáp sạc và que chọc sim. Hôm nay mình bán con máy này giá. Máy này rất thích hợp cho những người lớn tuổi đó mọi người. Mình không có nhu cầu chơi game, mình nên sở hữu những con máy thế này ha. Đặc biệt là màn hình nó rất là to, mình nhìn chữ, mình nhìn số rất là rõ luôn nha mọi người. Pin thì rất là trâu ha. Con này nếu mà mình sạc đầy pin, mình có thể nghe gọi từ 3 đến 4 ngày luôn nha. Giá rất là rẻ nè, 850k, mã số là 799. Và đây mình cũng có một con A03 con nữa đó mọi người. Con này thì ngoại hình nó đẹp hơn ha. Vỏ này vỏ nhám nè. Con này thì mình bán giá là 950k nha, giá cao hơn con máy vừa rồi là 100k. Đây là cái phần thông tin máy nè. Mình sẽ cho mọi người xem cái số email nha. Số email là mình dùng để đối chiếu lúc nhận hàng. Ví dụ mình muốn đặt con máy này thì mình trên cái đoạn này mình sẽ quay số email nè. Đó, mình sẽ chụp hình lại nha. Cái màn hình có đốm sáng hơi nhỏ chỗ này nha mọi người. Đây đốm sáng rất là mờ, không ảnh hưởng gì ha. Đó thì mình chụp hình lại số email. Khi mà giao hàng tới á, mình thao tác đầu tiên sau khi mình mở nguồn lên, mình bấm dùm cho mình là cái thao tác là sao thăng 06 thăng. Nó sẽ hiển thị lên hai dòng số email như thế này. Mình sẽ đối chiếu cái số email trước kia mình đã chụp hình lại á, mình coi nó có giống không. Giống hoàn toàn 100%, lúc đó mình sẽ test thêm các chức năng của máy nha. Mình nhớ là xác định đã giao đúng hàng đúng máy rồi, nhưng mà mình phải test lại các chức năng của máy thật là kỹ nha mọi người. Test thật là kỹ, nhất là cái màn hình ha. Test xong rồi mình mới là thanh toán tiền nha. Thì con máy này hôm nay mình bán là giá là 950k, mã số là 798. Là do ngoại hình nó đẹp hơn cái con màu đen ha, nó đẹp hơn xíu. Kính con này nứt, con này không nứt nha. Con này là 850k, con này 950k. Cả hai con máy này đều là màn hình to ha, pin rất là trâu nha. Con này thì mình sạc đầy pin, mình xem YouTube là mỏi mắt luôn, chưa hết pin nha mọi người. Pin rất là cầm luôn ha. Thì giá 850 và 950, mọi người cũng có thể lựa chọn cho mình ha. Rồi, tiếp theo là một con Oppo Reno 4 nha mọi người. Con này cái màn hình thì nó hơi già nha. Già là như thế nào mình cho mọi người xem nè. Nó hơi vàng vàng cái viền như thế này. Nhưng mà đặc biệt thì lên hình là nhìn không thấy nha mọi người. Lên hình là nhìn rất là đẹp. Để mình cho mọi người xem nó vô hình nè. Đó, mình nhìn không thấy ha. Tăng độ sáng lên cho mọi người dễ nhìn luôn. Màn hình này là màn hình AMOLED nha. Kích thước của màn hình 6.4 inch, hiển thị là Full HD cộng. Chạy con chip NAP 720R. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB. RAM là RAM 8+3 nha. Phiên bản rồi hiện tại là Android 12. Cái màn hình á, mọi người nhìn thấy nó hơi rợn rợn sóng. Cái này là do nó nhiễu sóng cái camera mình ghi hình nha mọi người. Chứ trên màn hình máy này rất là đẹp nha. Con này thì mình nhìn cái viền ở ngoài, nói chung là cái này bị ố cái lớp phim ở trên đó mọi người. Nhìn nó hơi vàng vàng, nhưng mà hiển thị hình ảnh là rất là sáng đẹp, không ám ố luôn ha. Màn rất là đẹp.
cảm ứng mượt mà nè. Đó. Thì con này chụp hình nhìn cũng khá là đẹp nha mọi người. Camera chính của máy là 48 megapixel, chụp hình nhìn rất rõ ha. Sử dụng pin là 4015 mAh nha. Hỗ trợ sạc 30W đuôi sạc taxi. Thì hôm nay anh bán con máy này giá là 2,2 triệu, mã số là 797. Con này mình chưa mua được ốp lưng nha, có tặng cường lực cốc sạc, cáp sạc, que chọc sim đầy đủ, chỉ thiếu ốp lưng thôi. 2,2 triệu nha mọi người. Con này thì chơi game ngon lành luôn ha, cấu hình mạnh nè, RAM 8+3 nha, bộ nhớ 128GB, tha hồ mình lưu trữ luôn ha. Pin thì 4015 mAh cũng rất là cầm, máy này rất là trâu nha. Giá 2,2 triệu, mã số là 794. Đây là sản phẩm tiếp theo mình muốn gửi đến mọi người, một con Samsung Galaxy A12 nha. Con này thì màn hình TFT LCD, kích thước của màn hình là 6.5 inch, màn hình zin nha mọi người, màn hình zin sáng đẹp ha. Kích thước của màn hình là 6.5 inch nha, hiển thị là HD cộng. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB, RAM 6GB nè. Đây là phiên bản cao nhất của Samsung A12 nha mọi người. Nó có 3 phiên bản ha, một phiên bản là 3GB nè, một phiên bản là 4GB và đây là phiên bản 6GB, phiên bản cao nhất của Samsung Galaxy A12 ha. Bây giờ sử dụng pin là 5000 mAh, con này hỗ trợ sạc 15W, đuôi sạc taxi, có hỗ trợ sạc nhanh cho mọi người luôn nha. Đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 12, máy này hỗ trợ là 2 sim 2 sóng. Màn hình sáng đẹp, không áo mố, không chạy xước gì luôn nha mọi người. Đây là màn hình zin, nguyên một con máy zin chưa sửa chữa gì cả ha. Vỏ này cũng là vỏ zin, nó có hơi chạy nhăm nhăm xíu nha mọi người. Nói chung là chạy xước theo thời gian, theo năm tháng thôi ha. Nhưng mà cũng còn khá là cứng cáp, vỏ này vỏ nhám nha. Thì mình có tặng mọi người ốp lưng, cường lực, cốc sạc, cáp sạc, que chọc sim, nói chung là đầy đủ phụ kiện hết ha. Hôm nay mình bán con máy này với giá là 2 triệu, mã số 789. Tiếp theo là một con iPhone 7 Plus nha mọi người. Con máy này là máy quốc tế, có iCloud ẩn nha. Mình đã ẩn iCloud rồi cho nên mọi người cũng có thể nhập iCloud của mình vô thì bình thường ha, chung không ảnh hưởng gì cả. Phiên bản iOS hiện tại là 15.8.1 nha. Bộ nhớ lưu trữ 32GB. Và đây là cái số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Con máy thì đã có một khuyết điểm duy nhất là có một đốm sáng rất là nhỏ chỗ này ha. Nói chung là cũng không có ảnh hưởng gì hết. Con này vân tay còn rất là nhạy nha. Đó, rất là nhạy nha mọi người. Tình trạng pin hiện tại của máy là còn 98%, xin lỗi mọi người. Con này còn 98% ha, dung lượng pin cũng còn khá là cao. Camera chụp hình á, thì máy này nó đang bị lỗi cái X2 là như thế này nè mọi người. Mình đang ở X1, mình bấm vô nó không nhảy X2 nha. Nhưng mà mình zoom ra, mình phóng to ra, nó vẫn lên được X2 bình thường nha mọi người. Đó, vẫn bình thường ha. Nói chung là cũng không ảnh hưởng gì, X1, X2 chỉ là phóng gần, phóng xa thôi mọi người. Chụp hình đẹp nha, cam trước, cam sau chụp hình đẹp, cảm ứng mượt mà nè. Đó, rất là mượt ha. Về phần ngoại hình á, thì con máy này là vỏ sườn màu vàng gold nha. Nói chung là vỏ chỉ chạy nhăm nhăm nhẹ đó mọi người. Đây là những cái điểm phẩy rất là nhẹ của máy ha. Mình sẽ quay những cái khuyết điểm của máy, quay thật kỹ luôn nha. Chỗ nào có khuyết điểm xấu mình sẽ cho mọi người xem hết ha. Trước sau thì mọi người nhìn cũng thấy thôi, thà mình cho mọi người xem trước, mọi người chấp nhận thì mọi người mua nha. Đây, những điểm nhăm nhăm rất là nhỏ. Thì con này mình có tặng ốp lưng, cường lực, cốc sạc, cáp sạc đầy đủ hết nha. Giá bán của máy là 1,9 triệu nha mọi người. Con này 1,9 triệu, mã số là 771. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A51. Con máy này là màn hình zin, nguyên con máy zin đẹp như mới luôn nha mọi người. Dòng Samsung thì lúc mình mới mở nguồn lên, mình mở khóa đầu tiên nó sẽ khởi động như thế này ha. Còn lần sau mình mở nó không có bị nữa nha. Đây, mình mở lên nó sẽ bình thường thôi mọi người. Đó, nó lót thẳng vào trong luôn ha. Thì con này là màn hình AMOLED nha, màn hình zin AMOLED, kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị Full HD cộng. Máy chạy con chip Exynos 9611. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin bộ nhớ nè. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB nha, RAM là RAM 6GB. Dòng này thì RAM 6GB nha mọi người. Máy chạy khá là ổn nha, rất là mạnh nha. Sử dụng pin 4000 mAh, hỗ trợ sạc 15W, đuôi sạc taxi. Màn hình thì sáng đẹp, không áo mố, không chạy xước gì hết nha. Camera chính của máy là 48MP, con này chụp hình nhìn rất là rõ luôn, rất là nét nha. Về phần ngoại hình, vỏ sườn màu xanh bóng, lưng bóng đẹp như mới luôn mọi người. Viền còn dán keo ha. Chung máy này đẹp như mới. Hôm nay anh bán máy này với giá là 3,1 triệu, mã số 780. Máy này chưa có mua được ốp lưng nha, có tặng phụ kiện đầy đủ, chỉ thiếu ốp lưng thôi. Rồi, tiếp theo là một con Redmi Note 10S nha mọi người. Màn hình này cũng là một cái con máy màn hình AMOLED ha. Kích thước của màn hình là 6.4 13 inch, hiển thị Full HD cộng. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB. Đây, mình cho mọi người xem cái bộ nhớ của máy nè. Bộ nhớ lưu trữ 128GB, phiên bản Android hiện tại là Android 13 nha.
RAM là RAM 8 cộng 3, sử dụng pin 5000 mAh. Con này hỗ trợ sạc lên đến 33W luôn mọi người. Đuôi sạc Tasi, có hỗ trợ sạc nhanh cho mọi người luôn ha. Những mà máy có hỗ trợ sạc nhanh, mình cái bộ sạc mình tặng đó mọi người, là nó có hỗ trợ sạc nhanh cho mọi người luôn. Thì những cái dòng mà sạc nhanh á, thì nó sạc khoảng tầm khoảng hơn 2 giờ sẽ đầy nha mọi người. Đây, đây là số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Màn hình sáng đẹp, không áo mố, không chày xước nha. Cảm ứng mượt mà. Thì con máy này chụp hình nhìn cũng rất là đẹp nha mọi người. Camera chính của máy là 64 megapixel, chụp hình cực kỳ nét ha. Đó, rất là rõ nha. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn con này màu trắng bóng, lưng còn dán keo nè. Con này đẹp trên 95% nha mọi người. Có hỗ trợ vân tay ha, 4 cam sau, 1 đèn led nè, lưng còn dán keo. Máy này có hỗ trợ tia hồng ngoại nữa nha. Cái này mình có thể dùng để điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà đó mọi người, rất là tiện lợi ha. Thay vì mọi người dùng một cái remote TV mình điều khiển TV, một cái remote máy điều hòa mình điều khiển máy điều hòa. Ở đây mình chỉ dùng một cái smartphone, một cái điện thoại này thôi mọi người. Mình tải ứng dụng về ha, là mình có thể điều khiển được TV nè, điều khiển được máy điều hòa ha, điều khiển được TV của tất cả các máy của các hãng luôn nha mọi người. Rất là tiện lợi nha, cái này rất là tiện ích luôn. Rồi, thì con máy này hôm nay mình bán giá là 2.8 triệu, mã số là 750. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A22 nha. Con này thì màn hình riêng nè mọi người, màn hình riêng Super AMOLED. Đó, mới khởi động lên mình mở nguồn nó sẽ lót vào trong, tất cả các dòng Samsung đều như vậy nha. Kích thước của màn hình là 6.4 inch, hiển thị là HD cộng. Con này chạy con chip Helio G80. Đây là cái phần bộ nhớ lưu trữ của máy nè. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB, RAM 6 ha. Con này sử dụng pin 5000 mAh, hỗ trợ sạc 15W, đuôi sạc Tasi, có sạc nhanh cho mọi người luôn nha. Và đây là hai số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng. Máy đang chạy phiên bản Android 11, hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Màn hình riêng sáng đẹp, không áo mố, không chạy xước gì hết. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 48MP, chụp hình nhìn rất rõ luôn nha mọi người. Đó. Ngoại hình thì vỏ sườn nó có chạy xước theo thời gian ha, theo năm tháng có chạy nhâm nhâm nhẹ thôi. Thì hôm nay mình bán con máy này giá là 2.8 triệu nha, mã số là 771. Riêng cái màn hình riêng Super AMOLED của dòng này rất là mắc nha mọi người, giá trị của nó gần 2 triệu cái màn hình này đó, rất là cao luôn. Màn riêng nha, nguyên con máy riêng chưa sửa chữa gì cả nè. Giá 2.8 triệu, mã số là 771. Con này có hỗ trợ vân tay bên nút nguồn chỗ này luôn nè mọi người, ha, rất là tiện lợi nha. Tiếp theo là một con Oppo A93. Con này thì cũng là một con máy màn hình Retina AMOLED nha. Kích thước của màn hình là 6.4 inch, hiển thị Full HD cộng. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè. Bộ nhớ lưu trữ 128GB, RAM là RAM 8 cộng 3. Phiên bản Android hiện tại là Android 12 ha. Máy là hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Sử dụng pin 4000 mAh, hỗ trợ sạc là 18W, đuôi sạc Tasi, có sạc nhanh cho mọi người luôn nha. Đây là hai số máy để mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Màn hình này màn hình riêng, hơi lưu ảnh nhẹ nha mọi người, hơi lưu ảnh nhẹ. Đó, thì mình sẽ chỉ những khuyết điểm của máy cho mọi người xem ha. Cảm ứng mượt mà nha. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 48MP. 4 cam sau, 1 đèn led, con này đang bị lỗi vân tay nha mọi người. Mất vân tay ha, vân tay nằm trong màn hình không sử dụng được nha. Ngoại hình vỏ sườn màu xanh bóng đẹp nè. Thì hôm nay mình bán con máy này với giá là 2.5 triệu nha, mã số là 747. Mọi người đang xem video nhớ bấm cho mình một like để ủng hộ mình luôn nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn gửi đến mọi người là một con Realme C5i. Xin lỗi mọi người, đây là con Realme 5i nha. Realme 5i, màn hình là màn hình IPS LCD. Kích thước của màn hình là 6.52 inch, hiển thị là HD cộng nha mọi người. Chạy con chip Snap 665. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 10, RAM là RAM 4 ha, chạy con chip Snap 665. Bộ nhớ lưu trữ là 64GB, sử dụng pin 5000 mAh, con máy này pin rất là trâu ha, cực kỳ là trâu luôn. Hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng nha. Đây là số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Con này camera 13MP, chụp hình nhìn cũng khá là rõ nha mọi người, 12MP. Đó, cũng rất là rõ ha, nè. Ngoại hình thì vỏ sườn màu xanh nhám nha, vỏ này vỏ hơi cũ, chạy xước cũng khá là nhiều, nó mẻ một điểm chỗ này nữa nè. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 1.4 triệu, mã số 788, có tặng phụ kiện đầy đủ nha, ốp lưng, cường lực, cốc sạc, cáp sạc và que chụp sim. Tiếp theo là một con Vivo V19, Y19 nha mọi người, con này là Y19 ha. Con này thì nó có một cái khuyết điểm nè mọi người, là cái màn hình nó hơi có đốm sáng nha. Đây mình cho mọi người xem,
Đây, hai cái đốm sáng như hai con mắt nhìn nó ngộ lắm. Mà lên khi lên màu thì nhìn không thấy nha, ở chế độ màu trắng nhìn mới thấy thôi. Con này hình như là hôm qua hay có một người khách đang chốt con máy này mà không có gửi cái địa chỉ cho mình, hoặc là mình đã quên cái địa chỉ, mình không nhớ là ai nữa ha. Nếu như người khách đó có xem được video này thì xin gọi lại cho mình nha. Còn không thì ai chốt trước thì mình gửi ha. Đây là một con Vivo Y19, màn hình là màn hình IPS LCD nha. Kích thước của màn hình là 6.53 inch, hiển thị Full HD cộng. Chạy con chip Helio B65, RAM 6, bộ nhớ lưu trữ 128GB. Con này thì sử dụng pin là 5000mAh, máy pin rất là trâu ha. Đây là số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Đó, hai số email của máy nha. Màn hình có đốm sáng, mọi người không ảnh hưởng gì ha. Cảm ứng này rất là mượt mà. Màn này cũng chưa có chạy xước nha, không có chạy xước. Cảm ứng mượt. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 16MP. Con này chụp hình nhìn cũng rất rõ nha. Ngoại hình vỏ sườn màu đen bóng, lưng thì đẹp như mới luôn mọi người. Đó, rất là bóng đẹp ha. Thì con này do nó có bị cái đốm sáng cho nên hôm nay mình bán con máy này giá rẻ cho mọi người ha, 1.6 triệu nha, mã số là 761. Hiện tại mình chưa có mua được ốp lưng của dòng này nha, chỉ có cường lực cốc sạc, cáp sạc và que chọc sim. Không có ốp lưng nha mọi người. À, giá bán là 1.6 triệu ha, mã số là 761. Sản phẩm tiếp theo là một con Vivo U10. Con này là U10 nha mọi người. Màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.35 inch, hiển thị HD cộng. Chạy con chip Helio, xin lỗi mọi người, con này để mình cho mọi người xem cái cấu hình máy nè ha. Con này chạy con chip Snap 665 nha, phiên bản Android hiện tại là Android 9. RAM 4, bộ nhớ lưu trữ là 64GB, sử dụng pin 5000mAh. Và đây là hai cái số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nha. Pin 5000mAh thì pin rất là trâu luôn mọi người, cực kỳ là cầm luôn ha. Đây là cái phần mình test cảm ứng máy nè. Cái này nó không có test, cho test à thì được nè. Ở trên nó chưa cho test nha mọi người, nó hơi nó phá màn hình cục bộ đây ha, chỗ này test được nè. Đó. Cảm ứng mượt mà ha. Màn hình thì sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước gì hết luôn. Vỏ sườn này có hơi xấu theo thời gian nha mọi người, sử dụng 3 cam sao 1 đèn led ha. Camera chính của máy là 13MP. Thì con này mình bán mình có tặng ốp lưng, cường lực, cốc sạc, cáp sạc và chụp sim. Nói chung là đủ phụ kiện cho mọi người hết ha. Giá bán là 1.2 triệu, mã số 793. Rất là rẻ tiền luôn nha mọi người. RAM 4, bộ nhớ 64, pin 5000 mà giá chỉ có 1.2 triệu thôi. Những con máy rẻ tiền như thế này mình không mua thì mình mua ở đâu, đúng không? Rất là rẻ tiền luôn. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A50. Con này thì màn hình của máy là màn hình OLED 2C. Nói chung là màn pin của máy thì nó đã hư rồi mọi người. Con này màn mình đã thay nha, màn OLED 2C. Bộ nhớ lưu trữ là 64GB, RAM 4GB. Con này sử dụng pin 4000mAh ha. Đây là phần giới thiệu về số email của máy nè. Máy đang chạy phiên bản Android 11 nha, hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 25MP. Con này chụp hình nhìn cũng khá là rõ nha mọi người. Thì ngoại hình vỏ sườn có chạy xước theo thời gian nha. Cái sườn thôi, còn cái nắp lưng này còn dán keo là mình nghĩ ở trong nó rất là bóng đẹp. Thì hôm nay mình bán con máy này giá là 1.3 triệu, mã số là 786. Có tặng cho mọi người là đầy đủ phụ kiện ha, ốp lưng, cường lực, cốc sạc, cáp sạc và que chụp sim. Rồi, tiếp theo là một con iPhone 6S. Con này máy quốc tế luôn mọi người, máy quốc tế không có ai lao gì cả nha, máy nguyên zin nha mọi người. Cảm ứng mượt mà nè, màn hình zin sáng đẹp không ám mố. Phiên bản iOS hiện tại là 15.8 nha, bộ nhớ lưu trữ 32GB. Và đây là số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Con này vân tay còn rất là nhạy, mình sẽ test vân tay cho mọi người xem luôn. Hơi mất thời gian chút xíu nhưng mà mọi người dễ hình dung được con máy như thế nào ha. Đó, thì mình sẽ test thật là kỹ. Tình trạng pin hiện tại của máy nè, là con này dung lượng pin còn 91%, cũng khá là cao nha. Về phần chụp hình thì máy này chụp hình nhìn rất là rõ nét luôn mọi người. Nó nhỏ nhưng mà chụp hình đẹp, màn nó cũng rất là đẹp ha. Ngoại hình thì vỏ sườn con này là màu vàng hồng nha, nó có hơi nổ nhâm nhâm như thế này. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 1.2 triệu, mã số là 708. Có tặng đầy đủ phụ kiện ha, ốp lưng, cường lực, cốc sạc, cáp sạc, que chụp sim. Nói chung là đầy đủ hết phụ kiện cho mọi người luôn nha. Rồi, tiếp theo là một con Oppo Reno 8T 5G. Con này thì trong cái phần giới thiệu nó có đầy đủ thông tin hết nè. Bộ nhớ lưu trữ 128GB, đang chạy con chip Snap 695 5G ha.
Dung lượng pin là 4800, kích thước màn hình là 6.7 inch, RAM 8 cộng 4 nha. Bộ nhớ 128GB, cái này là phiên bản Android 14 nè. Cam trước của máy 32 megapixel, đặc biệt là con này sở hữu một cái camera chính lên đến 104 megapixel, cực kỳ là nét luôn mọi người. Mình sẽ test cho mọi người xem ha. Thì những người mà hay làm YouTube hay quay phim chụp hình á, thì đây là một sự lựa chọn rất là tốt cho mọi người nha. Không cần phải sắm thêm một cái điện cái máy chụp ảnh làm gì nữa ha. Tại camera này chụp đủ đẹp, dư đẹp luôn mọi người. Rất là nét nha. Cái này là những người làm vlog rất là ngon lành luôn. Cam sao rất là to nè mọi người. Nó to bằng ngón tay, to hơn cái ngón tay mình luôn ha. Rất là to nha. Về ngoại hình thì vỏ sườn cũng còn khá là đẹp. Nó chỉ bị nhăm nhẹ hai cái điểm chỗ này thôi ha. Cái này mình dán keo bóng mờ lên là nhìn đẹp thôi mọi người. Màn hình tràn viền nha. Đây là một con máy riêng, màn hình riêng công tràn viền nè. Rất đẹp nha. Thì hiện tại thị trường đang bán con máy này đâu đó gần 10 triệu nha mọi người. Hôm nay mình bán giá 4.3 triệu, máy đẹp đã qua sử dụng nha mọi người. 4.3 triệu, mã số 751. Rất là rẻ luôn ha, chưa được 1/2 giá máy trên thị trường. Hiện tại mình chưa mua được ốp lưng và cần lực của dòng máy này nha. Về mọi người mua ốp vô. Đó, giá bán là 4.3 triệu, mã số 751. Tiếp theo là một con Oppo A54. Con này thì máy đẹp như mới nha mọi người, màn hình pin rất là sáng đẹp ha. Màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị là HD cộng nha. Chạy con chip Helio B35. RAM 4, bộ nhớ lưu trữ 128GB, sử dụng pin lên đến 5000mAh. Con máy này pin rất là trâu nha. Hỗ trợ sạc 18W đuôi sạc Type-C, con này có hỗ trợ sạc nhanh cho mọi người luôn. Phiên bản Android hiện tại là Android 11, máy này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng nha. Và đây là hai cái số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Đó, hai số email của con Oppo A54 này nha. Camera chính của máy là 13 megapixel, con này chụp hình nhìn cũng rất là rõ nét nha mọi người, rất là đẹp. Về ngoại hình, vỏ sườn con này màu xanh bóng đẹp, lưng còn dán keo, nói chung là máy này đẹp trên 95%, đẹp như mới nha mọi người. Nếu mình bán con máy này mình nói máy mới không bao giờ mọi người biết ha. Màn còn dán keo, lưng còn dán keo, mình lột keo ra mình nói mình bán con máy này máy mới, mọi người chắc chắn không bao giờ phát hiện ra. Nhưng mà máy này đã qua sử dụng rồi nha mọi người. Rồi, hôm nay mình bán con máy này với giá là 2 triệu, mã số 785. Hiện tại mình chưa có ốp lưng của dòng máy này nha, có tặng cho mọi người cường lực, cốc sạc, cáp sạc và que chụp sim. Không có ốp lưng nha mọi người. Những dòng máy mà vỏ sườn bóng đẹp như thế này á, thì về mọi người á, nhớ dán keo bóng lên trước nha, keo bóng hoặc là bóng mờ. Mình dán lên một lớp phủ lên, xong rồi mình mới mua cái ốp lưng mình ốp vô nha. Những trường hợp mà mình xài ốp lưng mà không dán keo, sau này nó sẽ như thế này nè mọi người. Nó sẽ nổ ha. Đây, cho mọi người xem những cái này. Đây là trường hợp xài ốp lưng mà không dán keo nè, nó sẽ nổ bong 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 như thế này. Tại vì á, lúc mà hạt cát, hạt bụi nó rớt vô cái ốp lưng của mình đó mọi người, nếu như mình không có xài ốp, nó dính vô nó sẽ rơi ra luôn ha. Còn cái trường hợp mình có xài ốp mà mình không dán keo, là cái hạt bụi nó rớt vô cái ốp lưng của mình này, nó nằm trong này nó cà hoài cái máy của mình. Đó, cho nên là lúc đó là cái vỏ sườn của mình nó rất là xấu. Cho nên mọi người chịu khó, lỡ bỏ tiền ra mua được cái ốp lưng rồi mình thêm 20-30k nữa, mình dán luôn cái máy nha mọi người. Để mình bảo quản cái sản phẩm của mình được đẹp mãi theo thời gian ha. Rồi, con máy này mình bán giá 2 triệu nha, mã số 785. Mọi người đang xem video nhớ bấm cho mình một like để ủng hộ mình luôn nha. Mình không mua cũng được, mình xem cho vui cũng xem tham khảo cũng được, nhưng nhớ bấm cho mình một like để ủng hộ mình là mình rất là vui rồi ha. Rồi, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A32. Con này thì màn hình zin nha, màn hình zin Super AMOLED nè. Kích thước của màn hình là 6.4 inch, hiển thị Full HD cộng. Mới khởi động nguồn lên, mở máy phải khóa lần đầu tiên, nó sẽ lót hơi chậm nha. Đây là những cái bệnh chung của máy mình cũng thường nói rồi. Đó, mình đợi cho nó lót chút xíu. Kích thước màn hình là 6.4 inch màn zin luôn ha. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB nè. Đây là RAM 6 luôn nha. Sử dụng pin 5000mAh, hỗ trợ sạc 15W, đuôi sạc Type-C có sạc nhanh cho mọi người luôn. Đây là hai số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 13. Cái màn hình này ở ngoài nhìn rất là sáng đẹp nha. Khi lên hình mọi người nhìn thấy nó hơi rợn sóng nè. Đó. Cái rợn sóng này là mình xin nhắc lại luôn là nó bị nhiễu sóng của cái camera mình đang ghi hình thôi, đang quay phim nha. Chứ không ảnh hưởng gì tới cái màn hình. Màn hình thì rất là sáng đẹp. Đó. Màn sáng đẹp, không ám mố, không chảy xước, cảm ứng mượt mà. Về phần chụp hình thì camera chính của máy này lên đến 64 megapixel, chụp hình nhìn rất là rõ nét luôn mọi người. Rất là rõ ha. Vỏ sườn thì màu đen, nói chung là có chảy xước, xước lông mèo thôi mọi người, xước ít những cái góc như thế này nè. Đây, trường hợp không có xài ốp lưng ha, ở không có dán keo nó sẽ chảy xước khá là nhiều ha. Còn cái về cái sườn á, cái sườn này thì còn dán keo mọi người, cái này thì rất là đẹp, cái sườn đẹp ha, lưng hơi chảy nhâm.
Thì hôm nay mình có tặng ốp lưng cường lực, cốc sạc, cáp sạc đầy đủ phụ kiện cho con máy này luôn ha. Giá bán của máy là 3,2 triệu nha, mã số là 768. Tiếp theo là một con Oppo A9 2020. Ở đây mình có hai máy luôn nha mọi người. Hai máy A9 2020 ha, một máy màu xanh và một máy màu trắng. Hai máy này không khác nhau gì cả cho mọi người, chỉ khác có suy mây thôi ha. Màn hình là màn TFT LCD, kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị HD cộng, chạy một chip Helio, chip là chip NAS nha mọi người, NAS 665. Phiên bản Android hiện tại là Android 11 RAM 8 cộng 3 ha, RAM 8 cộng 3. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB, sử dụng pin 5000mAh, con này là pin rất là trâu nha. Đuôi sạc taxi có sạc nhanh cho mọi người luôn. Đây, cảm ứng rất là mượt mà, màn sáng đẹp, không ám mố, không chảy xước, cảm ứng mượt mà ha. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 48MP nha. Con chụp hình nhìn rất là rõ nét luôn mọi người, rất là rõ nét ha. Đây là số máy, mình sẽ cho mọi người xem cái số máy để mình đối chiếu lúc nhận hàng nha. Đây là số máy của con Oppo A9 2020 màu trắng nha mọi người. Giá bán là 2,1 triệu ha, màu trắng, vỏ đẹp, bóng đẹp, không chảy xước, không ám mố gì hết nha. Và đây cũng là một con A9 2020, nhưng mà đây là một con máy màu xanh, vỏ bóng đẹp, không chảy xước ha, cũng là 2,1 triệu, mã số là 792. Đây số may của máy màu xanh, đây là số may của máy màu trắng nha. Màu trắng là mã số 796, máy màu xanh là mã số 792. 2,1 triệu trên một máy nha mọi người, rất là rẻ luôn. Mọi người cứ tham khảo nha, những cái dòng máy này nè nó thông dụng lắm mọi người. A9 2020 hiện bây giờ rất là nhiều cửa hàng đang bán, thì mọi người cứ tham khảo giá thử ra. Mọi người cứ lên Google, mọi người search gõ vô A9 2020 là sẽ ra đây ha, hoặc là mọi người ra trực tiếp những cửa hàng ở những địa phương gần nhất của mình á, mọi người tham khảo giá đi. Mình là người cầm tiền mình đi mua đồ cho nên mình có quyền tham khảo giá nè, mình có quyền chọn những điểm bán uy tín nè, hợp lý, hợp túi tiền, những chế độ chính sách bảo hành hậu mãi ha, đó thì mình mua mình ủng hộ. Tại sao ở đây mình bán hàng, mình ở trong là miền Tây mình nè, ở trong miền Tây, tỉnh đặc biệt là tỉnh Tiền Giang đó ha. Mà những người, những cô chú mà ở ngoài Bắc, ngoài miền Trung á mọi người, đặt hàng bên mình rất là nhiều nha. Nói chung là không phải là ở ngoài đó người ta không có điện thoại đâu, rất là nhiều cửa hàng người ta bán điện thoại luôn, nhưng mà bên mình vẫn bán được rất là nhiều ra ngoài miền ngoài đó. Thì những cô chú ở xa nhưng mà người ta thích mình, người ta mua, người ta ủng hộ mình, cái đó là bên mình cũng xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn cô chú, nhiều cô chú ở xa rất là nhiều ha, đã tin tưởng ủng hộ kênh của mình nha. Và đây là sản phẩm tiếp theo mình muốn gửi đến mọi người, một con Samsung Galaxy A50s nha. Con này thì màn hình pin nó có hơi chạy nha mọi người. Đây này, bên mình thì thiệt tình lắm, cái gì chạy xước hay xấu mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Nè, cái màn hình nó bị chạy xước, gọi là xước lông mèo như thế này nha, không ảnh hưởng gì mọi người, lên hình thì nhìn rất là đẹp. Con này thì cũng không có ám mố ha, màn hình nhìn rất là đẹp. Bộ nhớ lưu trữ là 64GB nha, RAM là RAM 4, con này sử dụng pin là 4000mAh, hỗ trợ sạc 15W, đuôi sạc taxi có sạc nhanh cho mọi người luôn ha. Đây là hai số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 11, máy hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Màn hình sáng đẹp, kính có chạy nha mọi người, cảm ứng thì mượt mà. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 48MP, con này chụp hình nhìn rất là rõ nét luôn nha. Đó, rất là rõ, cảm ứng mượt mà. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn con này là lưng còn dán keo nè mọi người, lưng con máy này màu trắng còn dán keo ha. Hiện tại thì cái kính rin của máy này nó đã bể rồi nè. Mọi người mua hàng mình sẽ thay cho mọi người một cái kính camera mới ha, rất là đẹp nha, không bể như thế này nha. Thì về cái phần viền của cái sườn, cái benzen đó mọi người, nó hơi chóc sơn, cái này là bị chóc theo năm tháng rồi ha, chỗ này bị cấn nhẹ một điểm nè. Đó, những cái khuyết điểm xấu chày xước thì mình sẽ quay cho mọi người xem hết ha. Thì hôm nay em bán con máy này giá là 1,9 triệu nha, mã số 770. Đây là nguyên một con máy rin chưa sửa chữa gì cả nha mọi người. Vì máy rin cho nên cái kính này nó còn nứt nè, nhưng mà mình sẽ thay thế trước khi gửi cho mọi người nha. Nguyên một con máy rin A50s nha mọi người, Samsung Galaxy A50s, máy nguyên rin. Máy này lúc mới ra thị trường bán tầm khoảng hơn 7 triệu mọi người. Hôm nay bán giá còn 1,9 triệu nha, mã số 770, có tặng phụ kiện đầy đủ luôn ha. Ốp lưng cường lực, cáp sạc, cốc sạc đầy đủ hết nha mọi người. Mọi người đang xem clip nhớ bấm cho mình một like để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tiếp theo là một con Vivo Y11. Con này thì màn hình của máy là màn hình IPS LCD. Máy đang bị yếu pin ha. Kích thước của màn hình 6.35 inch, hiển thị là HD cộng nha. Chạy con chip NAT 439. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè.
Phiên bản Android hiện tại là Android 11, RAM 3, bộ nhớ lưu trữ 32GB và đây là hai số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nha. Con này sử dụng con pin lên đến 5000mAh, pin con máy này cực kỳ trâu nha mọi người, pin trâu lắm ha. Mình sạc đầy pin là mình xem YouTube mỏi mắt chưa hết pin luôn nha. Cảm ứng mượt mà, màn sáng đẹp, không ám ố, không chạy xước gì hết. Về phần chụp hình thì cam chính của máy này là 13MP, con này chụp hình nhìn cũng tương đối là rõ nét ha. Đây mình quay cam cho mọi người xem, đó. Ngoại hình thì có chạy xước nha mọi người, chạy xước theo 5 tháng ha. Thì con này mình có tặng ốp lưng, cường lực, cốc sạc, cáp sạc đầy đủ ha. Cái vỏ này nó hơi, nói chung là vỏ sườn hơi xấu đó mọi người. Tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người ha. Tặng ốp lưng lên cho hạn chế chạy xấu nha. Thì hôm nay anh bán con máy này giá chỉ có 1,1 triệu thôi nha mọi người. Rất là rẻ tiền luôn nè, 1,1 triệu, mã số là 794. Tiếp theo là một con Oppo A16K nha. Con này thì máy đẹp, nguyên con máy đẹp luôn mọi người. Màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình 6.52 inch, hiển thị là HD cộng nha. Chạy con chip Helio G35, phiên bản Android hiện tại là Android 11. RAM 3+1, bộ nhớ lưu trữ là 32GB. Pin của máy là 4230mAh, con máy này pin rất là cầm ha. Đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Đó. Màn hình sáng đẹp, không ám ố, không chạy xước gì hết luôn nha. Cảm ứng thì mượt mà. Về phần vỏ sườn thì ngoại hình con này đẹp nè, lưng nhám còn dán keo nha mọi người, rất là đẹp luôn. Thì đẹp trên 95% con máy này, nói chung là rất đẹp. Ngày hôm nay anh bán máy này với giá là 1,4 triệu, mã số 783. Có tặng đầy đủ phụ kiện hết luôn nha, ốp lưng, cường lực, cốc sạc, cáp sạc, dùng ve chụp sim. Tiếp theo là một con Vivo Y12S, con này màn hình IPS LCD nha mọi người. Kích thước của màn hình là 6.51 inch, hiển thị HD cộng, để mình tắt cái chế độ bảo vệ mắt này để dễ nhìn ha, cho nó sáng. Máy đang chạy con chip Helio là B35 nha. Đây là phần giới thiệu về thông tin của máy nè. RAM 3, bộ nhớ lưu trữ 32GB. Sử dụng phiên bản Android là 11 nha. Hỗ trợ 2 SIM 2 sóng luôn. Đây là hai số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Màn hình là sáng đẹp, không ám ố, không chạy xước gì hết, cảm ứng mượt mà. Con này thì RAM là RAM 4, bộ nhớ lưu trữ là 128GB. Ở xin gọi RAM 3, bộ nhớ lưu trữ 32GB. Thì ngoại hình vỏ sườn có chạy xước theo thời gian nha. Đây là cái triệu chứng của máy sử dụng ốp lưng không dán keo. Đó, những máy này chủ chứ không dán keo nha. Là nó bị nổ như thế này nè mọi người. Nói chung là chỉ một vỏ chạy xấu thôi, chứ ngoại hình còn khá là cứng cáp, không có cấn móp nứt bể gì hết ha. Thì hôm nay anh bán con máy này giá chỉ có 1,2 triệu thôi mọi người, mã số là 768 nha. Pin 5000, màn hình to 6.51 inch, RAM 3, bộ nhớ 32GB, giá chỉ 1,2 triệu thôi. Đây là những dòng máy thích hợp cho những cô chú lớn tuổi ha. Mắt mình kém thì mình coi những cái màn hình to, số nó rất là rõ nha mọi người. Đó, màn hình to, chữ số nhìn rất là rõ luôn. Mà pin thì cực kỳ trâu nữa, mình không có cần phải sạc nhiều ha. Mình nếu mà ở chế độ chờ thì con máy này có thể chế độ chờ có thể lên đến 72 giờ nha. Trên 3 ngày đó mọi người, từ 3 ngày trở lên ha, rất là trâu luôn. Giá bán là 1,2 triệu, mã số 768, tặng đầy đủ phụ kiện nha. Tiếp theo là một con Oppo F9, con này màn hình LCD, kích thước của màn hình là 6.3 inch, hiển thị Full HD cộng. RAM 4, bộ nhớ lưu trữ, xin lỗi mọi người, con này là RAM 6, bộ nhớ lưu trữ 128GB. Sử dụng pin là 3500mAh. Con này là cấu hình khá là ổn ha. Đang chạy phiên bản Android 8.1 nha. Đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Đó. Màn hình sáng đẹp, không ám ố, không chạy xước luôn. Cảm ứng thì mượt mà. Vỏ sườn con này đẹp nha mọi người. Vỏ màu tím, đỏ tím ha. Rất là bóng đẹp nè. Này bị dính keo nha. Này chùi ra rất là mới. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 1,3 triệu, mã số 770. Tiếp theo là một con Oppo A53, màn hình IPS LCD nha. Kích thước con máy này là 6.5 inch, hiển thị HD cộng. Chạy con chip NAT460. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè. Bộ nhớ lưu trữ 128GB, đang chạy là RAM 4+1 ha, phiên bản Android là 12. Con này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng nha. Sử dụng pin 5000mAh, hỗ trợ sạc lên đến 18W. Con máy này có sạc nhanh cho mọi người luôn. Đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Màn hình thì sáng đẹp, không ám ố, không chạy xước gì hết, cảm ứng mượt mà nha. Con này là camera trước nằm ẩn trong màn hình luôn, cho góc nhìn rất là rộng luôn mọi người. Có một cái khuyết điểm duy nhất là vỏ hơi xấu ha. Vỏ sườn xấu mọi người, bông keo như thế này. Thì cái này mình hiện tại mình chưa mua được ốp lưng nha. Vì mọi người mua ốp vô
có tặng là cường lực cốc sạc cáp sạc cho quay chọc sim. Máy này với giá là 1,5 triệu, mã số là 782. Nói chung là máy hiện tại bây giờ về ai cũng xài ốp lưng mọi người, mình thấy là đa số khoảng chiếm khoảng trên 90% là xài ốp lưng ha. Quan trọng là cái ngoại hình ở cái màn hình nè, màn hình thì sáng đẹp và cái bên trong ha. Bên trong thì máy này chưa sửa chữa nha. 1,5 triệu, mã số là 782. Đây là một con Oppo A7 nha mọi người, màn hình IPS LCD. Kích thước của màn hình là 6.2 inch để mình tăng độ sáng lên cho mọi người dễ nhìn nha. Hiển thị là HD cộng. Chạy con chip NAP 450. RAM 4, bộ nhớ lưu trữ 64GB, sử dụng pin là 4230mAh. Máy này đang chạy phiên bản Android 8.1 nha. Hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng và đây là số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước, cảm ứng mượt mà luôn. Màn hình riêng nha mọi người, đây là con máy màn hình riêng ha. Vỏ sườn bóng đẹp, màu xanh bóng đẹp nè. Thì hôm nay mình bán con máy này giá chỉ có 1,1 triệu thôi. Mã số 795, có tặng phụ kiện đầy đủ luôn nha. 1,1 triệu mà mình tặng ốp lưng cường lực là tính ra mình đi là dán lẻ ngoài cũng khoảng 50 nè. Là góc sạc, cáp sạc mình mua rẻ thì cũng phải từ 50, 70 đến 100 ha. Tính ra là con máy này là phụ kiện tặng kèm hơn 150k đó mọi người. Thì hôm nay mình sẽ bao phí ship hoàn toàn cho mọi người luôn ha. Tất cả sản phẩm đều được bao phí ship, bảo hành 3 tháng luôn nha. Rồi, video của mình đến đây là hết ha. Mọi người mua hàng thì xin để lại comment bên dưới phần bình luận nha, hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại trên góc màn hình ha, 0396789566. Số này mình có sử dụng Zalo đó, mọi người cũng có thể nhắn tin qua Zalo cho mình. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.